藏王菩萨，南无地藏王菩萨，南无大愿地藏王菩萨，南无大愿地藏王菩萨。Xin danh hiệu chư Phật, phẩm thứ 9. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong dòng sinh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường, mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dầu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sinh lòng cung kính, liền đặng siêu diệt tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán, người này được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này chọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chính giác. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sinh lên sáu tầng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm. Lại bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp làm vị Đại Phạm Dương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, được sinh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng di diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng di diệu. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sinh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A-La-Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca-Sa-Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Dương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Dương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Dương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật,
Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sinh đó, lúc sinh, lúc tử, đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà dẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó, trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quyển trung hết. Bổn hạnh Địa Tạng, thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng châu sáng độ chúng sinh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiền thành, khỏi mắt khổ trầm luân. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng.